Vâng, xin chào các bác nhé. Em thanh lý nhanh cho có một con cassette này. Đấy, con này là con cassette của dòng Onkyo. Cassette của dòng Onkyo các bác nhé. Có mã là KSX7. Đấy. Các phím nó vẫn chuyển, thế em thấy vẫn chuyển là bình thường này. Đấy. Con này thì đây tình trạng của nó thì là em có thử cái cassette nhưng mà hiện tại băng nó không không thấy đọc, thì chắc có thể là đầu từ của nó bẩn, mắt nó kém ấy, cái đầu từ nó bẩn hoặc là có thể là nó kém rồi. Đấy thì em bán thanh lý luôn cho các bác nhé, con cassette SX7 về có kiểm tra. Con này sản xuất tại Nhật các bác nhé, made in Japan này. Có đầu vào và đầu ra này, đầu AV nhé, đây là đầu vào, đây là đầu ra. Ở đây có thêm cổng 100W đầu ra này. Đấy. Con này tình trạng thì hàng hóa về vẫn nguyên bản từ bên Nhật về, nào đúng y chang vậy luôn, em không có chỉnh sửa thêm bớt hay là mông má gì nhá. Đấy thì hiện tại em có thử con này thì là nó không thấy đọc băng. Đấy thì em bán xả thanh lý luôn cho các bác nhé, xả thanh lý luôn. Đây về giá con này thì để có giá là 290k nhé, 290k. Đấy, con này kích thước của nó là 20.5 có nhé, 20.5 này. Này, con đo cái viền trong nó 20. Đấy. Thì con này để các bác là 290k. Đấy, cơ kiếc là vẫn ra vào bình thường. Đây. Đấy, có điều là em thử băng rồi thì hiện tại nó không thấy quay. Đấy. Thì xả thanh lý luôn cho các bác. Giá là 290. Đấy, bác nào mà chốt con cassette này thì alo cho em. Số điện thoại là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Một trong hai số, các bác gọi cho em số nào cũng được hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng lấy nhé. Đấy, bác nào lấy về mình thử kiểm tra đầu từ, hoặc là nếu bác nào biết có kỹ thuật thì mình phải thay cái đầu từ được để dùng ngon, tại vì con này cơ vẫn thấy ra vào. Đấy, con cassette thì em cầm rất là nhiều con rồi, rất ít khi được một con cassette nó nặng như con này các bạn. Em cầm rất 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 là nhiều cassette rồi, kể cả dòng cassette 27 nhiều con còn không nặng con này luôn. Con này thực sự có cassette nhưng mà không hiểu bên trong nó làm rất là nặng nhé. Đấy, có thể là cái biến thế hay là cái gì nó to nó, nhưng mà tóm lại là em thấy là con này nó nặng hơn tất cả các con cassette bình thường, kể cả dòng cassette 27 cm cũng không bằng con này luôn. Đấy, KSX7 giá 290k, bác nào chốt alo cho em nhé. Các bác chốt thì liên hệ qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Một trong hai số, gọi cho em số nào cũng được hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng để đặt hàng nhé. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.